thủ đô Washington, đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trên Internet và truyền hình vệ tinh. Việt Hùng xin kính chào quý vị. Lá phiếu cử tri nhìn từ cuộc bầu cử ngày 23 tháng 5 ở Việt Nam. Việt Nam báo hiệu thay đổi cách phòng chống dịch để duy trì sản xuất kinh tế. Các doanh nghiệp Mỹ kêu gọi Việt Nam giảm thời gian cách ly tập trung. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Hội đồng bầu cử quốc gia Việt Nam loan tin có hơn 67 triệu cử tri cả nước đi bầu hôm 23 tháng 5, với tỷ lệ cử tri đi bầu hơn 98% trong tinh thần nô nức phấn khởi của ngày hội toàn dân. Những nhà quan sát bầu cử nói với VOA rằng việc đi bầu thay và bị thúc ép đi bầu rất phổ biến ở đất nước do Đảng Cộng sản lãnh đạo, khi mà tình trạng đảng cử dân bầu đã thành lệ. Báo Người Lao Động dẫn thông cáo của Hội đồng Bầu cử Quốc gia lúc 0 giờ ngày 24 tháng 5 cho biết, theo báo cáo của 44 trên 63 tỉnh, thành phố, đến 22 giờ ngày 23 tháng 5, tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 67.630.011 người trên tổng số 68.709.092 cử tri, chiếm tỷ lệ 98,43%. Từ Đắk Lắk, ông Đặng Văn Phước, một cử tri đi bầu thay cho cả nhà hôm 23 tháng 5, nói với VOA. Rõ ràng là tôi quan sát, tôi thấy là thường thì mỗi gia đình họ đi bầu cử là họ đi đại diện một người cử, một người đi bầu cử cả luôn. Ví dụ như là gia đình tôi cũng vậy, không ai dẫn ông để mà đi bầu cử từng người. Ông Phước cho biết nhà ông có 2 phiếu cử tri và ông cầm 2 phiếu đi bầu bình thường. Ông Phước cũng nêu nhận định về cuộc bầu cử vừa qua và vai trò thực sự của lá phiếu cử tri. Nghĩa là cái việc mà nhân dân tham gia thì theo tôi thì hiện nay là người dân cũng không được cho nó mặn mà lắm. Bởi vì họ biết được rằng là đã là cuộc bầu cử ở Việt Nam thì thường hay là người ta gọi là đảng cử dân bầu. Thậm chí là các cái vị trí chức vụ từ trung ương, là như là chức chủ tịch nước, rồi thì là chủ tịch quốc hội, rồi thì là thủ tướng chính phủ, đã được yên vị và sắp đặt rồi. Giữa lúc số ca nhiễm COVID-19 của Việt Nam tiếp tục tăng dần đến con số 5.400, một phó thủ tướng vừa báo hiệu sẽ có thay đổi trong cách đất nước phòng chống đại dịch để duy trì các hoạt động sản xuất và kinh tế. Theo thông tin chính thức của Bộ Y tế Việt Nam, đến giữa ngày 24 tháng 5, tổng số ca nhiễm ở Việt Nam được thống kê là 5.378 người, trong đó có 2.609 người đang được điều trị và 44 trường hợp tử vong. Trong cùng ngày, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam họp trực tuyến với lãnh đạo 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, những nơi đang là điểm nóng về dịch. Cổng thông tin của Chính phủ Việt Nam dẫn lời Chủ tịch Bắc Giang, ông Lê Ánh Dương, cho biết trong cuộc họp rằng gần đây mỗi ngày Bắc Giang ghi nhận từ 4 đến 8 ca nhiễm trong cộng đồng, chủ yếu là do tiếp xúc gần với ca nhiễm trong khu công nghiệp. Vì vậy, tỉnh đang tập trung phòng chống lây nhiễm trong cộng đồng, khu vực nhà trọ công nhân. Ở tỉnh Bắc Ninh lân cận, Giám đốc Sở Y tế của tỉnh, bà Tô Thị Mai Hoa, thông báo rằng tính đến 6 giờ sáng ngày 24 tháng 5, Bắc Ninh phát hiện 499 ca dương tính và cách ly y tế 31.000 người. Cổng thông tin của Chính phủ tường thuật rằng Phó Thủ tướng Đam đề cập đến thực tiễn, nếu những công nhân có nguy cơ được quản lý chặt tại nơi ở, thực ra là một hình thức cách ly, rồi có xe đưa đến nơi làm việc, bố trí sản xuất an toàn, thì còn an toàn hơn là dừng toàn bộ hoạt động một nhà máy, khu công nghiệp và đưa mấy chục nghìn người vào các khu cách ly tập trung. Phòng Thương mại Hoa Kỳ hôm 24 tháng 5 kêu gọi Chính phủ Việt Nam giảm bớt thời gian cách ly kéo dài đối với những du khách đã tiêm chủng và cho phép khu vực tư nhân giúp mua vaccine chống COVID-19 cho nhân viên của họ ở quốc gia Đông Nam Á. Việt Nam đã đóng cửa biên giới với bên ngoài ngay khi dịch virus corona mới bùng phát từ hồi tháng 3 năm ngoái và chỉ cho phép công dân hoặc chuyên gia nước ngoài nhập cảnh với điều kiện họ phải trải qua 3 tuần cách ly tại khách sạn hoặc trung tâm do quân đội điều hành, ngay cả khi họ đã được tiêm phòng. Phòng Thương mại Hoa Kỳ khuyến khích các nhà chức trách thực hiện các thủ tục nhập cảnh bớt nặng nề hơn cho những doanh nhân, các chuyên gia nước ngoài và thậm chí có thể là khách du lịch đã tiêm phòng đầy đủ.
Giám đốc Phòng Thương mại Hoa Kỳ Adam Sitkov được Reuters trích lời cho biết trong một tuyên bố. Bộ Y tế Việt Nam nâng thời gian cách ly tập trung từ 14 lên 21 ngày từ hôm mùng 5 tháng 5 với lý do để đảm bảo an toàn cho cộng đồng trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Theo Thanh Niên, tuy nhiên vào hôm 19 tháng 5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, được VN Economy trích lời nói rằng đang xem xét rút ngắn thời gian cách ly cho người nhập cảnh, được cho là an toàn. Tuyên bố của Phòng Thương mại Hoa Kỳ được Reuters trích dẫn cho biết 81% các thành viên của cơ quan này cho biết qua một cuộc thăm dò rằng họ sẽ đưa nhiều người hơn tới Việt Nam nếu thời gian cách ly bắt buộc được giảm từ 21 xuống còn 7 ngày. Theo Phó Thủ tướng Đam, Bộ Y tế được giao khẩn trương ban hành hướng dẫn mới về quản lý cách ly, trong đó quy định những người an toàn rồi có thể chỉ cần cách ly tập trung 7 ngày và tiếp tục về nhà theo dõi y tế, theo Thanh Niên. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, xin hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. VOA liên tục cập nhật các thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. Đến đây mời quý vị theo dõi phần phóng sự tường trình từ Việt Nam. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn chỉnh kịch bản điều trị khi Sài Gòn có 5.000 ca dương tính COVID. Ngoài các bệnh viện dã chiến hiện tại, sẽ có thêm bệnh viện dã chiến lập ở các trung tâm thể thao. Việc chuẩn bị này tạo sự an tâm nhất định. Thương nhân Phan Minh Tiến nhận xét. Trước tiên cảm nhận chung của bà con và riêng chú thì cái phương cách dập dịch của Việt Nam nói chung và thành phố nói riêng khá tốt so với mặt bằng của thế giới. Bước chuẩn bị để có thể nói là không có bị bất ngờ trong cái trường hợp mà dịch bệnh nó bùng phát bất kỳ khu vực nào trong địa bàn thành phố này mà vẫn được nằm trong cái tầm kiểm soát của chính quyền. Không mấy lạc quan, với người buôn bán hàng ăn như ông Nguyễn Văn Tám thì đời sống rồi đây sẽ khốn khó hơn nhiều lắm. Vấn đề 5.000 ca dân sơ bệnh nhân kiểu đó là cũng là nhiều đấy. Là thành phố tới 5.000 ca là nhiều đấy, là cuộc sống khó rồi đấy. Theo kịch bản điều trị cùng lúc 5.000 ca nhiễm COVID, thì những trường hợp nhẹ sẽ được điều trị tại các bệnh viện dã chiến hình thành từ các cơ sở không thuộc hệ thống y tế. Những ca bệnh nặng sẽ được cách ly điều trị ở các bệnh viện dã chiến thuộc hệ thống y tế. Ông Tiến chia sẻ lo âu. Cái triệu chứng lây nhiễm COVID biến thể mới này nó quá nhanh, mà cái sự hoạt động của mọi người trong xã hội đi lại nhiều mà chính bản thân họ không biết. Vì lẽ đó nó là cái lý do nó dẫn đến tình trạng lây nhiễm mà chính quyền Việt Nam không thể chủ động để khống chế được, bởi những lây nhiễm mà bản thân người đó không biết thì làm sao mà khống chế được. Trong nỗi lo lây nhiễm khó kiểm soát ấy, theo ông Nguyễn Văn Tám thì có lẽ đành phải phó mặc số phận và thời cuộc. Dĩ nhiên là phải sợ rồi, tới 5.000 ca là chết rồi, là chết rồi, là sợ chứ. Kinh tế rồi này nọ, rồi cuộc sống này ảnh hưởng rất là nhiều cái vấn đề. Bây giờ là tới đâu hay tới đó thôi, chứ là không biết được cái vấn đề là mình đâu nói trước được cái vấn đề gì cả. Cuộc sống mà bây giờ nó cứ ngày nào là biết ngày đó thôi. Dẫu vậy, với thương nhân như ông Tiến, ông tin với sự chủ động của ngành y tế sẽ giúp giảm thiểu thương vong. Mong rằng nhà nước có cái phương cách là khống chế dịch ngày một tốt hơn để tạo cái tâm lý an tâm cho người dân. Cái hiện giờ người dân rất là hoang mang. Để hạn chế thấp nhất các kịch bản xấu, Sở Y tế thành phố đặc biệt nhấn mạnh việc tuân thủ các quy định phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 để bệnh viện không trở thành nơi lây nhiễm trong giai đoạn dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trở lại ở Sài Gòn.
Tại Sài Gòn, đã ghi nhận sự xuất hiện đồng thời của cả hai biến chủng được cho là khả năng lây lan nhanh là biến chủng Ấn Độ và biến chủng Anh ở các ca bệnh trong cộng đồng. Chiều 24 tháng 5, chính quyền đã khuyến cáo người trên 60 tuổi hạn chế đi ra đường. Bà giàu, một tiểu thương tuổi ngoài 60, nói. Hai Ấn Độ với một Anh á, rất sợ chứ. Có gì, con thấy gì đấy bạn hả? Giữ khoảng cách bạn ơi. Chạy. À, bỏ lại đi. Sợ với con. Đợt này là nó căng mới đợt rớt nhiều lắm à. Đợt 3 chứ không đến nỗi bằng đợt 4 này đâu nha. Với người dân tỉnh giáp với Sài Gòn, thì khuyến cáo về 60 tuổi hạn chế ra đường là rất đáng lo. Ông Việt chia sẻ. Với như trao đổi kinh tế với nhau với Bình Dương và thành phố thì rốt cuộc cái đó là rất là đúng rồi. Nhưng mình phải cái nghĩa là giữ gìn cái sức khỏe cho mình và cho người khác nữa. Ví dụ mình bây giờ mình đã liên hệ với người đó rồi thì rốt cuộc cái như đang liên hệ thì rốt cuộc như khẩu trang rửa tay ví dụ vậy. Hai cái chủng lây này nó lây rất là nhanh, nó biến thể theo như, chứ không phải như hồi xưa nữa. Lo lắng ở đây còn vì Bình Dương là địa phương có rất đông lao động là người miền Tây và số lao động này đều phải ngang qua Sài Gòn để đến làm việc trong các khu công nghiệp Bình Dương. Ngoài ra còn có lao động từ miền Trung và Bắc, giờ thì cần phải bình tĩnh ứng phó, ông Việt nói. Bây giờ đặt trường hợp nó khi mà nó xâm nhập vô thì rốt cuộc cái nào mình cũng sợ đó. Nhưng mà mình phải bình tĩnh chứ, mình nghĩa là phải phòng ngừa rồi bình tĩnh rồi. Ví dụ bây giờ mình có đi đâu về khai báo y tế hay cái chỗ địa phương nào nó như thế nào thì mình cũng nghĩa là thực hiện. Nhưng đừng có lễ mà rốt cuộc khi mà nó lây ra tùm lum rồi rốt cuộc mới khai ra thì phải mệt. Dấu đó đâu có ăn nhầm gì, ví dụ bây giờ ở nhà thì cũng sướng hơn ở bệnh viện. Nói chung là như vậy. Với tâm lý ở nhà sướng hơn khi phải ở bệnh viện, tiểu thương Hồ Văn Khánh nói ông chỉ quẩn quanh gần nhà thôi. Sợ cho nên mình không có đi về dưới, mình cứ ở đây mà từ nhà ra chợ, từ nhà chợ mình không đi đâu hết á. Không có đi tỉnh này tỉnh kia, cũng đi xa, cũng đi đâu từ chợ 4 về đây, từ chợ 4 qua chợ à. Mình cũng không đi đâu bậy bạ, cũng mình biết giờ dịch bệnh thì nó tràn lan rồi, cũng đâu dám đi đâu đâu. Còn ví dụ như ở Bình Dương thì ví dụ nó có cái gì đó thì nói cách ly hay là gì đó thì mình theo thôi. Theo cái giờ biết sao giờ. Người ta sao mình dạy à. Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cũng đưa ra lời kêu gọi các địa phương cần thiết khuyến cáo các công chức, viên chức, người lao động khi có dấu hiệu ho, sốt, khó thở nên ở nhà, không đến cơ quan và làm theo hướng dẫn của ngành y tế về phòng dịch COVID. Và sau đây mời quý vị theo dõi phần tin quốc tế. Số ca tử vong vì COVID tại Ấn Độ ngày 24 tháng 5 đã vượt quá con số 300.000 người, trong lúc nước này đang báo cáo có thêm 4.454 người chết trong vòng 24 giờ qua. Số người nhiễm hàng ngày gia tăng thêm 220.315 ca. Quốc gia Nam Á này hiện có tổng cộng 26,75 triệu người nhiễm COVID, trong khi tổng số người chết là 303.720 người, theo Bộ Y tế. Nhưng các chuyên gia tin là con số chính thức có thể cao hơn nhiều lần. Các chuyên gia y tế cho rằng cơ sở hạ tầng y tế nghèo nàn và bệnh viện quá tải là một trong những lý do chính đẩy số tử vong tăng vọt trên cả nước. Cơn ác mộng tiếp theo là căn bệnh nhiễm trùng nấm đen gây chết người đang phát triển thành dịch ở Ấn Độ. Ngày càng có nhiều bệnh nhân hồi phục COVID bị nhiễm nấm đen, khiến chính phủ được đặt trong tình trạng báo động. Các bệnh viện tại Osaka, thành phố lớn thứ hai của Nhật Bản đang vất vả đối phó với làn sóng lây nhiễm COVID mới. Hết giường bệnh và máy thở, trong lúc các bác sĩ kiệt sức cảnh báo hệ thống y tế có thể bị sụp đổ và khuyến cáo Nhật chớ tổ chức Thế vận hội vào mùa hè này. Khu vực phía Tây Nhật Bản với hơn 9 triệu dân này đang gồng mình trước đợt dịch thứ tư, vốn chiếm 1/3 số ca tử vong trên cả nước vì COVID trong tháng 5, dù chỉ chiếm 7% dân số cả nước. Thực tế này đã chỉ ra những khó khăn trong việc tổ chức sự kiện thể thao quan trọng toàn cầu trong 2 tháng tới, đặc biệt khi mà mới khoảng phân nửa nhân viên y tế Nhật Bản được tiêm chủng hoàn toàn. Nhật không bị lây nhiễm tràn lan như các nước khác, nhưng đợt dịch thứ tư đã ập vào Osaka như một cơn bão, với thêm 3.849 ca xét nghiệm dương tính trong tuần lễ tính đến ngày 20 tháng 5. Hôm 20 tháng 5, 96% tổng số 348 giường bệnh mà Osaka dành ra cho các ca COVID nghiêm trọng đều đã có bệnh nhân.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 24 tháng 5 bác tin của tờ Wall Street Journal cho rằng ba nhà nghiên cứu tại Viện Virus học Vũ Hán phải nhập viện vào tháng 11 năm 2019, một tháng trước khi Trung Quốc báo cáo các ca COVID-19 đầu tiên. Tại cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn nhân Triệu Lộc Kiên nói, Mỹ tiếp tục thổi phồng giả thuyết rò rỉ virus trong phòng thí nghiệm và tố Mỹ nỗ lực đánh lạc hướng. Tờ Wall Street Journal nói báo cáo chưa từng được tiết lộ trước đây, cung cấp những chi tiết rõ ràng về số lượng các nhà nghiên cứu bị ảnh hưởng, thời điểm ngã bệnh và những chuyến đến bệnh viện chữa trị, có thể gây thêm áp lực kêu gọi điều tra sâu rộng về việc liệu virus COVID-19 có bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm hay không. Tờ báo nói các giới chức đương nhiệm và các giới chức hồi hưu nắm rõ về nguồn tin tình báo này, bày tỏ nhiều quan điểm khác nhau về sức nặng của những bằng chứng đi kèm. Một giới chức không nêu tên kêu gọi phải điều tra thêm và hợp tác thêm để làm rõ mọi việc. Những ca COVID đầu tiên được báo cáo vào cuối tháng 12 năm 2019 tại thành phố Vũ Hán, miền Trung Trung Quốc, nơi tọa lạc một phòng thí nghiệm tiên tiến chuyên nghiên cứu về virus corona. Các nhà khoa học và các giới chức Trung Quốc cực lực bác bỏ giả thuyết virus do gì từ phòng thí nghiệm, nói rằng virus SARS-CoV-2 có thể đã phát tán tại các khu vực khác trước khi hoành hành tại Vũ Hán và rằng loại virus này có thể đã xâm nhập vào Trung Quốc qua thực phẩm đông lạnh nhập khẩu từ nước ngoài hay qua hoạt động buôn bán động vật hoang dã. 21 người thiệt mạng khi một đợt không khí siêu lạnh ập vào tỉnh Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc trong khi nơi này đang diễn ra một cuộc đua marathon khiến công chúng giận dữ vì thiếu kế hoạch dự phòng. Cuộc đua đường dài 100 cây số bắt đầu hôm 22 tháng 5 tại một khu vực thắng cảnh vốn nổi tiếng với những vách núi dựng đứng và cột đá. Đợt đua này đưa các vận động viên băng qua các vực núi và các ngọn đồi trên một cao nguyên khô cằn có độ cao hơn 1.000 mét. Cuộc đua bắt đầu lúc 9 giờ sáng giờ địa phương, các vận động viên mặc áo thun và quần đùi chạy bộ. Đến giữa trưa, mưa đá và gió mạnh đã ập vào một đoạn núi non hiểm trở trên đường đua khiến nhiệt độ xuống dưới mức đóng băng. Truyền thông nhà nước cho biết một nỗ lực cứu hộ quy mô được tiến hành với hơn 1.200 nhân viên cứu hộ cùng với sự hỗ trợ của các radar và máy bay không người lái. Trong khi nhà lãnh đạo bị lật đổ của Myanmar và Aung San Suu Kyi ra tòa hôm 24 tháng 5, một đám đông tụ tập tại thành phố Yangon tiếp tục chống lại các cuộc đảo chính quân sự. Khoảng 100 người trẻ tuổi tụ tập tại một cuộc biểu tình chớp nhoáng mang theo biểu ngữ và hô những khẩu hiệu ủng hộ dân chủ trước khi nhanh chóng giải tán. Chiến thuật tụ tập nhanh chóng đã thay thế cho những cuộc biểu tình đông đảo do lo ngại phản ứng tàn bạo của lực lượng an ninh đối với bất cứ hình thức nào chống lại cuộc đảo chính quân sự diễn ra hồi đầu tháng 2 năm nay. Theo số liệu mới nhất của Hiệp hội Hỗ trợ Tù chính trị, có 818 người chết kể từ khi cảnh sát và binh sĩ thực hiện các chiến dịch đàn áp biểu tình, thường xuyên bắn đạn thật vào đám đông. Bà Aung San Suu Kyi ngày 24 tháng 5 ra tòa trực diện lần đầu tiên kể từ khi bị giam tại gia sau cuộc đảo chính. Bà đang đối mặt với một số cáo trạng trong đó có xúi giục bạo loạn, một cáo trạng được xem là vô căn cứ và có động cơ chính trị. Đây là một trung tâm thời trang ở ngoại ô thủ đô Washington. Khi tới đây, mọi người đều dễ dàng nhìn thấy những tấm biển yêu cầu đeo khẩu trang khi tham gia mua sắm ngay ở cổng ra vào, phía bên ngoài cửa của mỗi tiệm hay ngay bên trên các quầy hàng phía bên trong mỗi tiệm như thế này. Và tất nhiên tất cả mọi người, bao gồm cả người lớn và trẻ em, đều tuân thủ rất nghiêm túc với ý thức trong việc gìn giữ sự an toàn cho bản thân và những người xung quanh, phòng chống sự lây lan của virus corona, dù hầu hết mọi người đều đã được trích ngừa COVID. Tại một số ít cửa tiệm phía bên ngoài các trung tâm thương mại nơi không có nhiều người ra vào thì thậm chí người ta đã bỏ biển yêu cầu khách hàng phải mang khẩu trang khi vào bên trong mua sắm. Tuy vậy thì sau hơn một năm sử dụng khẩu trang, cho tới thời điểm này người dân ở khu vực thủ đô Washington DC đã quen với việc mang khẩu trang khi tới nơi công cộng và vào mua sắm tại những không gian kín. Bởi ai cũng hiểu rằng cơn đại dịch vẫn chưa thực sự qua đi và việc gìn giữ sức khỏe cho bản thân cũng như những người xung quanh là điều rất quan trọng. Tình hình COVID đã giảm nhiệt tại Mỹ cùng với đà tăng tiêm chủng. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC đã nới lỏng quy định về đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Ví dụ như khi vào những không gian kín thì mọi người được yêu cầu sử dụng khẩu trang, còn nếu ở ngoài trời không đông người thì có thể tùy theo mong muốn. Thủ đô nước Mỹ đang vào hè, nền nhiệt nhiều ngày lên tới trên 30 độ C, nhưng sau một năm khẩu trang trở thành vật bất ly thân giữa đại dịch COVID
thì giờ đây hầu hết mọi người không còn cảm thấy việc đeo khẩu trang là quá phiền phức. Trước những biến chủng mới của virus corona, thì việc người dân khu vực thủ đô Washington DC thận trọng theo khuyến cáo của các cơ quan y tế địa phương là rất cần thiết. Và rõ ràng đây là một tín hiệu tốt trong việc đẩy lùi cơn đại dịch COVID-19 tại Mỹ bằng việc khẩn trương triển khai vaccine tới mọi người và cùng theo đó là gìn giữ những thói quen phòng chống dịch trong các cộng đồng dân cư khác nhau. Theo Reuters, tuần rồi, nước Mỹ báo cáo số ca nhiễm COVID thấp nhất trong gần một năm qua. Số ca nhiễm trong tuần giảm 26% so với tuần trước đó. Tỷ lệ nhiễm COVID thấp nhất căn cứ trên số dân là tại các bang California, Oklahoma và Nebraska. Trong tuần lễ chấm dứt vào ngày 23 tháng 5, số tử vong vì COVID tại Mỹ giảm 5%, trở thành tuần lễ có ít người chết vì COVID nhất kể từ tháng 3 năm ngoái tới nay. Trên cả nước trong tuần qua, trung bình số bệnh nhân COVID nhập viện giảm 14%. Đây là tuần có số bệnh nhân COVID nhập viện thấp nhất kể từ tháng 4 năm ngoái. Tới nay, khoảng 39% dân số Mỹ đã được tiêm chủng đầy đủ. Gần phân nửa dân số Mỹ, tương đương 49%, đã nhận được ít nhất một mũi vaccine theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ. Làm thủ tục để được tiêm chủng. Tại sân bay Suvarnakhum, sân bay chính Thái Lan, số ít hành khách tại đây trong mùa đại dịch đã chứng kiến cảnh những phòng chờ vắng lặng, những chiếc xe đẩy hành lý nằm chọc chờ trong lúc sân bay chuẩn bị được biến thành địa điểm tiêm chủng quy mô lớn nhằm giúp nước này đối phó với đại dịch COVID-19. Các quầy làm thủ tục được biến thành những phòng khám mini để tiêm vaccine Sinovac của Trung Quốc và sảnh chờ được dành để làm nơi những người mới tiêm nghỉ ngơi và được theo dõi. 4.000 nhân viên sân bay nằm trong số những người đầu tiên được tiêm vaccine chống COVID tại quốc gia vốn dựa nhiều vào du lịch này. Sân bay vốn đã quen với việc xử lý một lượng lớn hành khách, giờ đây đã sẵn sàng để trở thành địa điểm tiêm chủng quy mô lớn khi mà chính quyền Thái Lan đang phải vất vả chống lại làn sóng lây nhiễm thứ 3 và cũng chết chóc nhất này. Trước đại dịch, chúng tôi thường tiếp nhận 200.000 khách quốc tế một ngày, và giờ thì chỉ khoảng 1.000 khách. Sân bay đã có tất cả những cơ sở vật chất cần thiết cho một địa điểm tiêm chủng, ví dụ như những quầy làm thủ tục cũng như những trang thiết bị khác. Hơn 400 người đã thiệt mạng tại Thái Lan kể từ khi đại dịch tái bùng phát hồi tháng 4. Số ca nhiễm hàng ngày tại Thái Lan đang ở mức 2.000 ca, khá ít so với những quốc gia đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch. Tuy nhiên, đối với một quốc gia mới hồi tháng 3 tưởng rằng đã đánh bại đại dịch với những biện pháp phong tỏa và cấm biên, thì đây là một con số không hề nhỏ. Đợt bùng phát này đã gia tăng áp lực lên chính quyền của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha phải tăng tốc chiến dịch tiêm chủng chậm chạp. Tính tới thời điểm hiện tại, mới chỉ có 700.000 người Thái nhận được 2 mũi vaccine trên tổng số dân gần 70 triệu. Sarawut Yumpa là một trong số những người may mắn. Tôi cảm thấy ổn. Vaccine sẽ giúp giảm khả năng lây nhiễm virus. Vaccine có thể không bảo vệ được chúng ta 100%. Tuy nhiên, các nghiên cứu chỉ ra rằng dù tôi có nhiễm virus đi chăng nữa, thì cũng sẽ không bị ốm nặng. Nhân viên sân bay chính là những người ở tuyến đầu tại quốc gia có nền kinh tế phụ thuộc vào ngành du lịch này, với số lượng du khách đã giảm mạnh kể từ tháng 3 năm ngoái. Ngay cả khi đang trong quá trình chống lại đợt bùng phát dịch tồi tệ nhất từ trước tới nay, Thái Lan đang hứa hẹn sẽ mở cửa những bãi biển bắt đầu từ tháng 7 để đón dòng du khách quốc tế, những người đã được tiêm chủng mà không cần cách ly. Điều này có nghĩa là các sân bay sẽ sớm nhộn nhịp trở lại. Tuy nhiên, với tình trạng quá tải của các bệnh viện công, nền kinh tế đang trên đà sụt giảm không phanh, cộng với số lượng người được tiêm chủng quá thấp. Những ngày này, người dân Thái Lan đang sống trong nỗi phấp phỏng lo âu. Tôi vẫn thấy sợ. Bởi virus lây lan quá nhanh, ngay cả khi tôi đặc biệt cẩn thận, tôi vẫn có thể nhiễm virus. Cả Vương quốc Thái Lan đang nín thở, chờ cho cơn đại dịch chóng qua. Một buổi sáng thứ bảy trong tháng 5, rất nhiều tình nguyện viên đã có mặt, bất chấp thời tiết giá lạnh bất thường cộng với mưa nhỏ, để làm sạch con sông Anacostia tại thủ đô Washington.
Tôi sống ngay tại khu này và đã dành rất nhiều thời gian để khám phá khu vực xung quanh đảo Kingman trong suốt năm qua khi đại dịch hoành hành. Đây là những tình nguyện viên tham gia chương trình Green Boats của thành phố. Họ có thể thuê thuyền hoặc kayak đi dọc sông Anacostia mà không mất tiền, miễn là họ thu nhặt rác trên đường đi. Mỗi một chiếc thuyền chở được 2 tình nguyện viên. Họ được đi cùng với lực lượng cảnh sát gác rừng cũng như những hướng dẫn viên tới từ Hiệp hội Canoe Mỹ. Chỉ có một quy định chính, đó chính là không được dậy. Chúng tôi sẽ phổ biến thông tin cơ bản về hoạt động thu gom rác, rồi sau đó trang bị cho mọi người dụng cụ gấp rác và đôi khi cả lưới nữa. Và khi các tình nguyện viên vươn người ra để lấy rác, chúng tôi nhắc họ giữ thăng bằng và rồi bỏ rác vào túi. Phần lớn rác tập trung tại khu vực bờ sông. Tuy nhiên, gần như không thể tới được những chỗ như thế này nếu đi bộ. Đó là lý do vì sao Sở Môi trường và Năng lượng Washington quyết định tổ chức những chuyến thu rác bằng thuyền này. Tuy nhiên, đây không phải là một sáng kiến mới. Nó được du nhập vào Mỹ từ châu Âu. I was at a climate conference in Copenhagen. Tôi từng tới tham dự một diễn đàn về khí hậu ở Copenhagen và họ có nhiều chương trình khác nhau quanh thành phố. Lúc đó tôi đang đi một chiếc xe scooter điện dọc khu cảng và nhìn thấy những chiếc thuyền kayak màu xanh với tấm biển lớn ghi "Hãy tới mà nhìn này". Tôi đã tới xem và thấy đây là một ý tưởng tuyệt vời khi khuyến khích người dân tới khu cảng nhặt rác, bỏ vào túi và đưa thuyền về. Tới nay, chương trình Green Boat đã được triển khai tại 5 nước châu Âu và các tình nguyện viên đã thu thập được hơn 42 tấn rác. Thủ đô Washington hy vọng cũng sẽ tạo được hiệu ứng tương tự. Như bạn thấy đó, đó là mới chỉ một mình tôi và tốn khoảng nửa giờ để có thể thu được từng này rác. Toàn là chai lọ, tất cả đều trôi nổi ở ngoài sông. Bên cạnh rác thải, con sông cũng bị ô nhiễm bởi chất thải công nghiệp. Chính quyền địa phương đang cố gắng xử lý vấn đề này và đã đầu tư hàng triệu đô la để cứu con sông Anacostia. Họ đã đạt được một số kết quả nhất định, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều điều cần phải làm chỉ để con sông có thể được công nhận là sạch ở mức trung bình. Con sông này bị ô nhiễm một phần là bởi các thành phố thường đặt những khu công nghiệp bên cạnh nguồn nước. Họ cất trữ dầu, than, gas bên cạnh các con sông. Tôi tin là tới năm 2025, người ta có thể bơi và câu cá trên con sông này. Sau chuyến đi của mình, các tình nguyện viên sẽ cân và phân loại rác. Những chuyến đi như thế này được tổ chức hàng tuần, nhưng thường hết chỗ rất nhanh. Phải tới tận tháng 7 thì mới có chỗ trống để đăng ký. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ngoài trang tin voatiengviet.com, quý vị cũng có thể theo dõi VOA trên Facebook VOA Tiếng Việt, YouTube VOA Tiếng Việt Video, Instagram VOA Tiếng Việt hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Để nhận tất cả thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký, quý vị hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. Muốn đóng góp hình ảnh, video, bài viết cho VOA Việt ngữ xin gửi về địa chỉ voabạnlambao@gmail.com. Việt Hùng xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.